ngày 27 tháng 10, thứ năm tuần 30 thường niên. Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Jerusalem? Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Herodê toàn giết Thầy. Người trả lời: Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: Đây ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Jerusalem. Ôi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng ta bảo cho các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn xem thấy ta cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện: Phải được chết trong Chúa Kitô. Không lẽ một tiên tri phải chết ngoài thành Jerusalem? Gọi là thành đô Jerusalem vì nơi đây được dùng để thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu phải khóc thương thành đô vì con người ta đã biến nơi thờ phượng Thiên Chúa, biến thành đô thành chợ đời phàm tục của những kẻ vô thần, của những người chống lại Thiên Chúa. Nỗi khắc khoải của Chúa Giêsu đối với dân thành Jerusalem, khắc khoải vì yêu con người, khắc khoải vì con người không đón nhận tình yêu, khắc khoải vì lòng con người vô cảm trước tình yêu Thiên Chúa. Ai đã từng yêu, từng cho đi mà người mình yêu không nhận ra, không đón nhận, người ấy sẽ phải nếm nỗi đau đến chừng nào. Chúa Giêsu đau lòng khi viễn ảnh của Jerusalem là sụp đổ. Vì tín nghĩa, người nói: Không lẽ một tiên tri phải chết ngoài thành Jerusalem? Người cương quyết lên Jerusalem, ở lại đó và chết tại đó để xây dựng một thành thánh Jerusalem mới, nơi thờ phượng Thiên Chúa tối cao. Thân xác phục sinh của người là thành đô Jerusalem mới cho nước Thiên Chúa. Ước gì các gia đình nhắc nhớ nhau tạ ơn Chúa Giêsu Kitô, vì nhờ cái chết của người, nhờ máu giao ước của người tẩy xóa, mà thân xác hư hèn nhấp nhơ của mỗi chúng ta được nên tinh tuyển và trở nên thánh thiện cho Thiên Chúa ngự trị. Vì thế, mỗi chúng ta cần phải có một quyết tâm cho cuộc đời mình, đó là một đời tin và theo Chúa Kitô, thì phải xin cho được chết trong Đức Kitô, trong ân tình tín nghĩa với người, không thể chết trong tình trạng mất ân sủng người. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã thiết lập một thành thánh Jerusalem mới là Chúa Giêsu Kitô, nơi tâm hồn, nơi các gia đình. Xin cho các gia đình yêu mến Chúa Kitô cùng sống, cùng chết với người để được cùng người sống lại. Amen. Tháng mần côi lại về, khắp nơi đang rộn vang lên lời kinh kính mừng mẹ đầy ơn phước. Ở Việt Nam chúng con, kinh kính mừng và chuỗi mần côi là sức mạnh bảo vệ đức tin của cha ông, là nơi nương cậy vững vàng của các thánh tử đạo, là lời kinh bình dân gần gũi của các tín hữu, là lời khấn nguyện bình an trong chiến tranh,
trong đại dịch và còn là lời khấn xin hạnh phúc của các gia đình. Lạy mẹ Maria, xin cho các gia đình Việt Nam hôm nay luôn đọc kinh kính mừng, nằng lần chuỗi mân côi, sốt sắng ca tụng tạ ơn mẹ, kính dâng lên mẹ mọi thành viên gia đình với niềm tin rằng mẹ luôn ở đây với gia đình, với giáo xứ. Mẹ yêu thương khấn nguyện và chúc lành hạnh phúc, bình an. Amen. Con yên hàn, mẹ ở đây với con.
con